Xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi mới có dịp mà ngồi để vẽ một cái gì đó. Thời gian vừa qua thì nói thật là mình cũng hơi bị hết động lực một chút. Nó cảm giác như không có cảm hứng vẽ mấy. Một phần nữa là do mình cũng nhiều cái công việc khác ấy, không có thời gian để dành cho làm video. Thì ngày hôm nay thì nhân cơ hội rảnh rỗi thì mình ngồi để mình vẽ, gửi đến các bạn video vẽ một con chim lợn. Chính xác hơn là cú lợn. Các bạn nhớ phân biệt cái loài này với loài cú mèo nhé. Nó cùng thuộc họ cú nhưng mà hai loài khác nhau. Cú lợn này thì nó có khuôn mặt nó phẳng hơn. Thì ở đây các bạn có thể thấy mình vẽ thì khá là đơn giản. Chúng ta cũng vẫn tiếp tục bắt đầu từ những cái hình cơ bản. Ở đây thì mình có vẽ một hình tròn lớn để làm phần thân. Sau đó vẽ thêm phần thân bên dưới của nó. Sau đó thêm một cái hình tròn nữa để vẽ phần đầu. Và hình tròn này thì sẽ gần bằng với lại hình tròn to. Bởi vì con vật này đầu nó khá là to các bạn ạ. Đó thì các bạn cứ quan sát video và thực hiện theo mình. Ở phần đầu thì chúng ta sẽ chia thành 4 phần như này. Và chúng ta để cho nó hơi chếch một chút. Cho cái trục mặt nó nghiêng một chút như này. Để nhìn cái con vật nó sẽ hơi nghiêng. Chúng ta sẽ đánh dấu vị trí hai con mắt bằng những hình tròn như này. Tiếp theo ở đây chúng ta thêm cái phần mỏ. Các bạn lưu ý là cái con mắt ở phía bên kia thì chúng ta sẽ vẽ nó dẹp hơn một chút và nó nhỏ hơn một chút. Vì nó là ở góc mặt bị khuất mà. Ok, như vậy chúng ta phát xong cái chỗ khuôn mặt. Tiếp theo ở đây các bạn thì vẽ một cái đường viền ở xung quanh cái mặt nó. Các bạn có thể hình dung là nó giống như một quả táo vậy. Nó không phải là hình trái tim nha các bạn nhé. Mà nó giống như hình một quả táo thì đúng hơn. Chúng ta sẽ sử dụng những cái đường zig zag như này để chúng ta vẽ cái đường viền như này. Thì chúng ta sẽ được cái khuôn mặt của nó. Đó, con cú này nó có mặt như này. Nếu các bạn nào mà chưa biết chim lợn nó như thế nào thì con chim lợn chính là con này nhé các bạn nhé. Tiếp theo là phần đuôi nó đây. Chúng ta vẽ ra một chút như này. Cái chỗ này sẽ là đầu cánh các bạn ạ. Nó sẽ là đầu cánh. Đó. Sau đó chúng ta kéo vào như vậy. Cánh thì nó có mấy lớp lông liền cơ. Cánh thì thông thường là nó sẽ có 3 cái lớp lông nó phủ chồng lên nhau. Xếp chồng lên nhau như này. Thì các bạn cứ quan sát video và thực hiện theo mình. Vẽ cái con chim lợn này thì thực sự là nó cũng không khó. Cũng giống như nhiều loài động vật khác, các bạn thấy mình vẽ tương đối là đơn giản. Nếu không muốn nói là rất dễ. Chỉ có điều là các bạn chú ý tập trung vào cái nội dung mình nói và thực hiện theo mình là được. Ở cái đoạn nào mà nhanh quá các bạn có thể dừng hình lại để quan sát cho nó dễ. Tiếp theo là đến cái phần chân này thì các bạn sẽ vẽ nó có 4 ngón nhé. 2 ngón trước và 2 ngón sau. Chân của nó thì cũng giống như cái loài cú khác và cũng giống như kiểu là chân con vẹt. 2 ngón trước, 2 ngón sau. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ chỉ quan sát thấy một chân và chân ở bên trong kia thì nó sẽ khuất đi như này. Các bạn vẽ thêm móng vuốt đằng trước nữa. Thế là chúng ta sẽ được cái phần chân. Lát nữa thì chúng ta sẽ chỉnh sửa kỹ hơn sau. Tiếp theo là bây giờ các bạn lượn lại những cái đường nét này cho nó mượt mà hơn. Vẽ thêm một cái phần cánh khuất ở phía sau như kia. Cái cánh ở bên kia nó sẽ xuất hiện nhô ra một chút như vậy. Đấy các bạn, cơ bản là cái phần dựng hình của chúng ta đến đây là cũng khá là ổn rồi. Giờ chúng ta sẽ vẽ thêm một chút chi tiết vào như này. Chúng ta sẽ vẽ thêm những cái vệt lông như này. Các bạn cứ nhìn mình làm và thực hiện theo mình. Video này mình đã để khá là chậm để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Đồng thời là cũng không thêm nhạc nhẽo gì nữa. Nghe như này cho nó tập trung. Sau khi cái phần cánh chúng ta vẽ được như này thì các bạn sẽ vẽ thêm cái phần đuôi nó nhô xuống, chúc xuống bên dưới một chút như này. Đó, nó sẽ chúc xuống dưới phía mặt đất như này. Cú lợn là một loài chim có sải cánh tương đối dài so với kích thước của cơ thể. Đây là cái loại động vật chuyên hoạt động về ban đêm và săn bắt các loài thú nhỏ.
Loại này mà bắt chuột thì chắc là siêu đỉnh. Mặc dù ở ngoài đời thường mình cũng chưa thấy nó bao giờ, nhưng mà xem video trên thế giới động vật thì khá là nhiều rồi. Tại sao người ta gọi là chim lợn lại ám chỉ đối với những người hay mách lẻo, hoặc là những người mà hay chỉ điểm nói xấu người khác sau lưng, thì cái này mình cũng không rõ. Có lẽ là do cái hình dạng khuôn mặt của nó khá là nham hiểm. Giờ chúng ta sẽ dùng tẩy để chúng ta xóa đi những cái phần thừa và những cái nét phác thảo để lộ rõ hơn nữa cái hình dạng cơ thể của con cú này. Quá trình các bạn xóa thì các bạn đồng thời cũng chỉnh sửa lại những cái nét vẽ mà mình cảm thấy chưa ưng ý. Sau khi kết thúc cái công đoạn này thì chúng ta sẽ được hình một con cú lợn như này. Khá là ổn phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đánh chì nữa là chúng ta sẽ xong. Đến đây thì bức tranh đã hoàn thành đến 70% rồi. Giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa cái mặt một chút nha. Thì các bạn sẽ vẽ những cái đường này nó bo tròn vào cho mình. Đây, lúc nãy mình để hơi nhọn, bây giờ mình bo lại như này, các bạn có thể thấy giống hình một quả táo cắt đôi. Tô lại cái mỏ một chút như này đó cho nó nổi bật lên. Tiếp theo là chúng ta vẽ mắt, thì các bạn sẽ vẽ một cái tròng ở bên trong và nhớ để chừa ra một phần để tí chúng ta làm cái bóng sáng ở đấy này. Chúng ta sẽ để chừa ra cái phần trắng này. Cái phần con ngươi bên trong này các bạn tô đậm này cho mình, viền xung quanh thì chúng ta cho đậm vào thêm một tí. Ở đoạn này thì mình lỡ tay mình tô đen mất cái phần mình vừa để trắng ấy. Tí nữa thì mình sẽ dùng cái bút gen để mình tô nó trắng lại là được. Rồi cơ bản thì con mắt nó đen thui các bạn. Chính vì vậy nên nhìn cái khuôn mặt con cú này nó rất nham hiểm, là vì cái đôi mắt nó tối. Đó, bây giờ mình dùng cái bút gen này mình chấm lại cái màu trắng như vậy là xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh ở cái viền quanh mặt này, chúng ta đánh cho nó dày hơn chút như này, dùng những cái đường rích rắc nối liên tiếp nhau như này, rồi chúng ta sẽ được cái mặt của nó thôi, rất đơn giản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ những cái viền lông như này, tạo thành cái sống mũi như này, đó. Và các bạn có thể để ý là mình vẽ những cái vệt lông mỏng tỏa ra từ cái mắt của nó như này. Hai bên khóe mắt có hình giọt lệ này, chúng ta sẽ tô nó đậm xuống tận mỏ. Đấy, xung quanh viền mắt chúng ta để tối hơn như này. Xung quanh con mắt nó chúng ta để tối hơn như này. Đấy, các bạn có thể thấy mình đang vẽ cho nó tối hơn như này. Tiếp theo là những cái vệt lông tỏa ra như này. Một điều lưu ý nữa là cái viền ở xung quanh đầu này các bạn đừng để nó phẳng quá nhé. Chúng ta cứ để nó gồ ghề lên một chút, bởi vì nó lông mà. Chúng ta vẽ những cái đường lông này để cho cảm giác nó là lông ấy. Sau khi hoàn thành xong cái việc đấy thì chúng ta sẽ dùng bút giấy để chúng ta đánh nó qua một lượt này cho nó mịn.
Thì các bạn nhớ là làm nhẹ tay thôi. Cái mùa này cái thời tiết nó, cái giấy nó dễ bị rách, nó ẩm ấy. Đây các bạn tiếp tục, các bạn đánh chì xung quanh này này, một lớp mỏng như này. Đánh chì theo một chiều thôi. Lát nữa thì chúng ta sẽ di cái chì nó đi thì nó cũng sẽ trở thành màu tối. Tiếp theo thì ở toàn cái thân nó thì các bạn cũng đánh chì một lớp mỏng tương tự như thế nhá. Và sau đấy là chúng ta sẽ di chì. Ở cái đoạn này là mình đang zoom camera nhưng lại quên lại trả lại cái góc quay ban đầu, góc quay tổng thể. Đâm ra là nó bị che đi mất cái phần mình đang vẽ ở cái phần thân nó, nhưng mà nó cũng rất đơn giản thôi. Nó cũng giống như cái chỗ mình vẽ chỗ cổ này, chúng ta sẽ vẽ những cái vệt chì mỏng như vậy. Sau khi di chì xong chúng ta sẽ được một cái hình như này. Đến đây thì các bạn nhìn thấy hình con cú là nó đang hiện lên rồi. Bức tranh đến giai đoạn này là hoàn thiện tới 90%. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái bút chì 8B đậm. Rồi chúng ta tỉa thêm một số đường viền ngoài khuôn mặt như kia cho nó nổi bật lên. Còn họa tiết ở trên lông thì nó sẽ có những cái họa tiết ngang như này ở mỗi sợi lông. Vằn vằn kiểu như này, đó. Thì các bạn sẽ tô thêm những cái đường vằn như vậy. Cả cái lông cánh dài kia nhé các bạn nhé, nó cũng có những đường vằn như thế. Ngoài ra thì ở trên phần cánh thì các bạn vẽ thêm những cái chấm đen như này. Chính xác hơn thì đây là những cái chấm hình như kiểu là hình oval ấy. Một nửa đen, một nửa trắng. Chính xác là như thế. Ở đây chúng ta vẽ nó thành vệt lông như này. Ý là cái lông lưng nó phủ lên cái cánh ấy. Phần này thì nói chung là nó cũng dễ thôi. Tùy các bạn sáng tạo ra những cái họa tiết nào các bạn thấy cảm thấy nó đẹp thì các bạn vẽ vào. Giờ chúng ta sẽ vẽ thêm một cái nền đất để cho nó sinh động nhá. Thì ở đây các bạn có thể vẽ một cành cây hoặc là một mỏm đá hay là một cái gì đấy các bạn thích. Nhưng đây mình vẽ thêm một cái nền đất đơn giản như này thôi. Phần chân chúng ta cũng sẽ vẽ chỉnh sửa lại một chút. Nhìn cho nó chân thực hơn. Một lưu ý là cái phần dưới bàn chân thì các bạn để nó tối hơn tí nhé. Như thế nó sẽ sinh động hơn. Móng chân thì chúng ta sẽ để màu đen, tô đen đậm. Cái loài này thì nó có cái lông nó sẽ che đến tận bàn chân. Cái phần cẳng chân kia thì toàn bộ phủ bằng lông hết các bạn nhé. Đến đây thì video mình cũng đã sắp kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu cảm thấy thích video thì hãy like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Để cho mình có thêm động lực để làm ra những cái video hay hơn nữa, đơn giản hơn nữa để phục vụ các bạn. Nhắc lại một lần nữa cho các bạn nhớ nhé, đây là con chim lợn. Chim lợn không phải cú mèo mà là cú lợn. Kẻ đem đến những cái điểm báo về cái chết. Và cũng là kẻ chuyên đi mách lẻo của các bạn. Thật ra mình thấy con vật này rất đáng yêu. Xin chào tạm biệt các bạn.